khán giả của kênh Tin Tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Chẳng ngán cái rét Sa Pa, Ngọc Trinh chơi trội khi diện váy xuyên thấu. Dù có vài chục nghệ sĩ tham dự cùng một sự kiện nhưng khó ai sánh bằng Ngọc Trinh vì độ quyến rũ hết mức. Cô luôn biết cách chơi trội và dù có đám đông đi chăng nữa thì sự xuất hiện của Ngọc Trinh luôn làm mọi người phải dõi theo. Ngọc Trinh diện váy xuyên thấu, khoe cả bờ vai nõn nà. Vừa qua cả showbiz Việt dường như đổ bộ về thành phố Sa Pa để cùng nhau dự show thời trang của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Vốn là anh em thân thiết nên Ngọc Trinh không thể bỏ lỡ sự kiện quan trọng của đồng nghiệp. Chẳng những thế, cô còn đến địa điểm sớm hơn vài ngày để nghỉ dưỡng và chuẩn bị mọi thứ cho sự xuất hiện của mình thêm phần nổi bật. Tại đây ai cũng với áo chỉnh chu, nhưng có lẽ khó vượt mặt được Ngọc Trinh khi cô diện bộ váy đen xuyên thấu. Thời tiết ở Sa Pa khá lạnh, nhưng người đẹp Trà Vinh vẫn thời trang đập tan thời tiết. Cô tự tin khoe cả da thịt dù không chỉ dừng ở mức 18 độ. Người đẹp tranh thủ tạo dáng trước giờ diễn ra show diễn. Nét gợi cảm quyến rũ của Ngọc Trinh làm mọi người trầm trồ. Chiếc váy mỏng manh này sexy hết mức nhưng không phô, mang lại sự thu hút tuyệt vời cho ánh nhìn của công chúng xung quanh. Ra phụ kiện khăn choàng lông đen đi kèm càng giúp cô tăng thêm vẻ sang chảnh hơn nữa. Mỗi tháng người đẹp dự rất nhiều sự kiện, nhưng đi đến đâu nữ hoàng nội y cũng nổi bật vô cùng và váy áo luôn ở trạng thái chỉnh chu. Khách tiệp Diệu Nhi đồng hành cùng Ngọc Trinh khi xem show thời trang. Cũng tại show diễn này, người đẹp còn gặp các nhân vật rất thân thiết với cô như ông bầu Vũ Khắc Tiệp, nhà thiết kế Đỗ Long, Quỳnh Thư, Diệu Nhi. Bộ ba này đều diện trang phục tông đen sang trọng và cùng ngồi cạnh nhau chăm chú xem những mẫu thời trang mới nhất. Ngọc Trinh, Diệu Nhi dù mới làm chung với nhau sau một dự án nhưng lại hết sức thân thiết. Cả hai tương tác thường xuyên trên mạng xã hội và khi đi sự kiện cũng dính nhau không rời. Không chỉ diện váy xuyên thấu mà Ngọc Trinh còn chuẩn bị cả những bộ bikini hết sức táo bạo để chụp các xuất ảnh gợi cảm. Ai cũng xuất xa vì sự đầu tư của cô nàng ở mọi lúc mọi nơi để ghi lại thời khắc mình đẹp nhất.